Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của rãnh áp thấp đi qua khu vực nối với vùng nhiễu động suy yếu từ áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía nước ta, khiến cho từ đêm qua mưa dông trên diện rộng đã xuất hiện tại Bắc Bộ. Trong đó vùng mưa vừa đến mưa to với lượng từ 40-80mm, tập trung vào các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình, sang đến khu vực ven biển. Dự báo đợt mưa này sẽ còn duy trì liên tục từ nay tới hết ngày mai, với tổng lượng mưa nhiều nơi lên tới 100mm trong vòng 24 giờ. Do có mưa nên nền nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm, thời tiết mát mẻ hơn với nhiệt độ thấp nhất về đêm giảm xuống từ 23-26 độ, trưa chiều cũng chỉ trong khoảng từ 29-32 độ. Từ ngày 8 tháng 8, do áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông hút không khí ẩm ra phía biển thì khu vực sẽ giảm mưa, trời chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên khi nó di chuyển về gần đất liền thì Bắc Bộ sẽ lại bước vào một đợt mưa mới bắt đầu từ đêm ngày 10 tháng 8. Vùng xoáy thấp và rãnh áp thấp cũng tác động gây mưa dông tại khu vực Bắc Trung Bộ, khiến cho ở Thanh Hóa hay Nghệ An trong hôm nay cũng sẽ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm. Các nơi khác của miền Trung cũng có mưa dông nhưng chủ yếu chỉ xảy ra về chiều tối. Nền nhiệt tại miền Trung cũng có sự phân hóa đáng kể. Ở khu vực Thanh Hóa nhiệt độ dao động từ 31-32 độ, các tỉnh Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ từ 32-34 độ. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 33-35 độ. Gió mùa Tây Nam ở khu vực phía Nam vẫn đang hoạt động với cường độ mạnh. Do vậy trong ngày các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa sẽ có xu hướng đến sớm hơn và lan rộng trên khu vực. Lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Trong cơn dông thì có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Nam biến động không nhiều, cao nhất ở Tây Nguyên trong ngưỡng từ 26-29 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ là từ 29-32 độ, trời mát mẻ. Tiếp theo là tin cảnh báo bão sớm. Hiện nay trên rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng biển Bắc Biển Đông và ngoài khơi Philippines đã hình thành một vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 16-17 độ vĩ Bắc, 119-120 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này dịch chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và đi vào Biển Đông. Đến khoảng ngày 8 tháng 8, áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong những ngày tiếp theo, áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão và là cơn bão số 2 trên Biển Đông trong năm 2022. Hiện vị trí đổ bộ của bão vẫn còn chưa thể xác định chính xác, tuy nhiên bão chắc chắn sẽ gây ra một đợt mưa to đến rất to cho Bắc Bộ trong tuần sau. Trọng tâm mưa là khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Lượng mưa phổ biến dao động từ 200-350mm, có nơi trên 400mm. Ngoài ra, theo Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, ngay sau khi cơn bão này đổ bộ, trên Biển Đông sẽ tiếp tục đón thêm một cơn bão nữa từ khoảng ngày 13 tháng 8. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm trong thời gian tới để có thể khẳng định chính xác.